chia sẻ trên trang cá nhân và trên hội nhóm. Và bên đây thì em có một chiếc Avel. Avel sản xuất năm 2018, lắp ráp Việt Nam, động cơ trang bị là 1.5 này, bản MT đăng ký 5 chỗ ngồi. Trước này thì bên em đang gửi tới toàn thể các anh nhà mình là 225 triệu đồng đấy nhé. Em chào bác Nguyễn Văn Phán nhé. Em chào toàn thể khách hàng thân yêu của em Lê Hương ô tô Hải Dương. Hôm nay thì em lại về thêm rất là nhiều những dòng xe mới này, lại tiếp tục trong series xả cắt lỗ cho mình. Xe nào mà cứ ế 1-2 tháng mà bác nào mà đưa lên duyên là cắt lỗ hết luôn này. Bác Phán chia sẻ nhé. Em chào bác Lý Văn Dậu này. Các bác chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Các bác ăn cơm chưa ạ? 1:30 cho các bác ăn cơm rồi. Chào bác Lê Trung Hiếu này. Chia sẻ lên cho em trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em nhé. Về thêm rất là nhiều xe, cũng như là cắt lỗ, lại tiếp tục cắt lỗ trong series bán hàng của em. Chuyên phá giá này, cô gái vàng trong làng phá giá luôn. Cắt lỗ rất là nhiều những đầu xe đang sẵn tại bãi này, 160 đầu xe. Đầu tuần đến giờ bán được 40 chiếc nên chỉ còn 160 đầu xe thôi, đang tiếp tục lại cho về thêm rất là nhiều siêu phẩm. Kia Morning, Hyundai i10, Vios, Tucson này em bán rồi nhớ. Sáng nay là đêm qua khách Nghệ An ra, từ đêm luôn, Tucson. Vios số tự động ạ, Vios số tự động thì em tạm hết anh nhé. Em có Vios số sàn đời 2008, 2009, 2010 và 2018. Có bản e xịn, cũng có bản Nimo, cũng có bản lông luôn. Số tự động Vios em tạm hết ạ. Em chào anh Bùi Tấn này, chào anh Nguyễn Hiếu nhé, chào anh Ngô Hùng ạ. Các anh chia sẻ lên giúp em ạ. Rất là mong hôm nay sẽ có một buổi báo giá thành công. Nê Hương vợ ông Công hả? Dạ không, em không phải là vợ anh Công. Anh Công là chị Ly mới là vợ anh Công. Em không phải là vợ anh Công ạ. Các bác chia sẻ lên giúp em nhé. Em chào bác Lê Trường An này. Anh Công khác không? Không, em không phải vợ anh Công ạ. Chia sẻ lên cho em trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em nhé. Chào em cô gái đã có chồng lại còn sinh gái. Đã có chồng làm sao còn sinh được rồi anh. Em chào bác Lương Vĩnh Phước này. 15 khách hàng đang xem rồi. Em chào bác Dương Kết này. Mong rằng hôm nay mạng của em qua lên trực tiếp trung tâm của Mobifone luôn, làm việc luôn. Tại sao lại mạng mẽo lại chán như thế này? Dạ không sao anh ạ, không sao, nhầm không việc gì ạ. Tại vì bên nhà em là anh em chơi thân với nhau, hay ăn uống, hay đi đá bóng. Như hôm nay lại có một buổi đá bóng này, thì em lại là chân cổ vũ ạ. Kia Cerato à. Rất là tiếc anh ơi, Kia Cerato thì em lại bán chiều tối hôm qua rồi. Anh Lê Trường An ơi, nếu như mà anh thích một chiếc xe Kia Cerato siêu lướt, để lại số điện thoại cho em đi. Vì những cái dòng xe Kia Cerato nhá, nhiều khách hàng là cứ kiểu đặt trước anh ạ. Anh chỉ cần để lại số điện thoại cho em thôi, nếu như về phát này em để em gọi cho anh luôn. Anh có thích xe này không, đời này không, bao nhiêu tiền anh có thích không thì em sẽ để cho anh số điện thoại luôn nhá, vì Kia Cerato rất thích luôn. Anh chỉ thích gái xinh thôi, thế anh không thích em rồi, em có xinh đâu mà anh thích đúng không ạ? Anh Lê Trường An nhá, để lại số điện thoại cho em. Khi mà Kia Cerato về thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video đầu tiên. Các bác chia sẻ lên là em chào anh Nguyễn Duy Anh nhé, chỉ cần 20 khách hàng thôi. Đối với em Hương thì không cần số lượng chất lượng ạ, không cần số lượng khách hàng quá là nhiều. Chỉ cần là khách hàng phải thật là chất lượng thôi ạ. Mắt thật, việc thật, làm thật nên em chỉ cần chất lượng thôi, không cần với số lượng, không cần phải chạy quảng cáo quá là nhiều, vài trăm nghìn mắt xem. Chỉ cần vài chục khách hàng thôi em vẫn bán được xe. Chốt vẫn gỡ mầm luôn. Em chào bác Nguyễn Lương Thành nhé. Không ngủ được xem live stream ô tô. Em cảm ơn anh Bùi Tấn nhé, chia sẻ lên giúp em ạ. Về thêm rất là nhiều đầu xe, 20 khách hàng rồi. Báo giá luôn. Không cần phải quá là nhiều khách hàng. Đối với em Hương chỉ cần chất lượng thôi. 37 Nghệ An chào. Dạ em chào bác Nghệ An nhé. Em đã từng đi vào cửa lò rất là nhiều luôn. Đây là vợ của lính công. Bác Phán bảo đây là vợ của lính công là như nào ạ? Em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay của em Lê Hương ô tô Hải Dương này. Cam Di, ồ anh ơi Cam Di tiếc quá, Cam Di em lại bán mất rồi. Cam Di em về được đúng 2 hôm, hôm trước em quay video em cho Cam Di lên xe lồng về làm dâu Cần Thơ rồi anh ơi. Kia Morning thì về làm dâu Vĩnh Phúc. Cái gì nhở? Cam Di thì về làm dâu Cần Thơ rồi. Em chào anh Tạ Duy, chào anh Nguyễn Vương này. Đây là vợ của lính công, em không hiểu là cái như thế nào luôn.
Em xin phép được đi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Kia Cerato thì tạm hết rồi, Camry cũng tạm hết luôn. Về thêm rất là nhiều Vios này, bán tải này, Kia Morning bản đủ này, CDX siêu phẩm số tự động có ga tay cruise control luôn. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Carren, em sẽ đi lần lượt nhé cho nó dễ này. Một chiếc xe Kia Carren 7 chỗ ngồi số tự động đời 2010 này. Em đang bán là 275 triệu Kia Carren. Đời 2010 275 triệu. Số tự động 7 chỗ ngồi 2.0 này. Em chào bác Vương Đình Chiến này. Innova cũng có số tự động luôn nhá. Một chút nữa em sẽ quay Innova số tự động này. Kia Carren xả cắt lỗ còn 275 triệu thôi. Các bác quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Số điện thoại em đã ghim rồi. Chưa kịp ngắm em chân dài. Một chút nữa cuối video lúc nào em cũng sẽ quay cái mặt cái mặt tiền của mình lên. Các bác lại vào giao lưu cùng với em nhé. Ở đây này, tiếp tục này. Ôi, em sẽ đi ra bên ngoài đi. Bên ngoài nó mới nhiều siêu phẩm và rất là nhiều xe luôn. Chia sẻ lên giúp em ạ. Ở đây thì em có một siêu phẩm CDX. Đây là một chiếc siêu phẩm. Vì sao em gọi là siêu phẩm? Đây là một bản đặc biệt nhá. CDX nhập khẩu đời 2010, đăng ký lần đầu lăn bánh là 2011. Với lớp sơn nhá, có lẽ là nhìn trong livestream của em thì cái màu sơn nó không được đẹp như bên ngoài, nhưng nhìn bên ngoài màu sơn xanh đá rất là cứng này. Bản này sẽ có cửa lóc này. Và đặc biệt bản đặc biệt này sẽ có ga tay tự động cruise control cho em, có ga tay tự động này. 265 triệu cửa lóc, ghế là ghế muối đẹp cho em. Đấy, có ga tay tự động cruise control lên các bác đi cực nhàn luôn nhá. Đèn cũng là đèn auto hết cho em. Ghế muối ngồi cực kỳ chắc chắn này, không hề phòng phành, không sợ bị tròng trành đâu ạ. Ôi, quá là xuất sắc luôn. Đề lỗ thông minh, cửa lóc, ghế muối. Đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. 265 triệu với lớp sơn màu xanh đá này, có cửa lóc luôn. Em chào anh Huân nhé. Anh Huân ơi, chia sẻ lên giúp em nào. Màn hình giải trí này, bô líp thể thao và có 4 mắt cảm biến va chạm này. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. 265 triệu. La răng thể thao, 4 bánh đều là phanh ABS chống bó cứng này. Và bản này đặc biệt là sẽ có cho em là ga tay tự động cruise control. Ga tay tự động là như nào? Là khi các bác đi vào khu vực như là đường cao tốc, bật chế độ ga tay lên thì đi nó sẽ cực kỳ ổn định cho mình. Ví dụ cho nó cứ đi tầm 80 cây thì nó cứ đi như thế thôi. Rất là nhàn và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Các bác không phải dồ lên dồ xuống nữa, nên nó sẽ rất là an toàn cho mình luôn. Em chào bác Ngô Văn Tiến này, chết rồi, đi ra ngoài này lắng quá, phải đeo có kính vào, không nhìn thấy comment luôn. Ở bên đây thì tiếp tục bên cạnh chiếc xe, tiếp tục bên cạnh của chiếc xe CDX thì em có cho mình một chiếc xe Chevrolet Cruze. Chiếc Chevrolet Cruze này cũng là số tự động cho em. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này, có cam lùi rồi, biển 34 bánh đậu xanh này. Và có bô líp này, các bác rất là dân chơi luôn, rất thích lắp bô. Xin nhan trên gương, Chevrolet Cruze đời 2011, bản lắp ráp trong nước, số tự động 1.6, em đang bán là 268 triệu. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đủ 4 bánh cho em này. Đèn halogen và có là đèn bi salon siêu sáng nhé. Em chào bác Ngô Văn Tiến này, chào bác Nguyễn Văn Minh này. Chia sẻ lên nào các bác ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Ốp hết mạ chrome cao cấp ở khu vực đèn halogen rồi, đèn pha rồi. 268 triệu. Vậy là hai chiếc xe này giá tiền nó cũng chỉ xem nhau thôi. Số tự động, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, túi khí an toàn. Chiếc này thì có một chiếc màn hình cỡ vừa rồi, đủ để cho mình nghe nhạc này, giải trí này. Xe chất lượng rất là đẹp, quá là ok luôn, form dáng thể thao đẹp luôn. Em rất thích đi những dòng xe như Chevrolet này, Cruze này và chiếc xe CDX, form dáng rất là vừa đẹp. Tiếp theo bên đây lại mới về cho mình một siêu phẩm đến từ em này là gái Hà Nội này. Biển thủ đô Kia Rio bản nhập khẩu số tự động đây. Nếu như các bác mà thích Kia Rio hoặc Cerato, Cerato mà mình không mua được thì mình có thể tham khảo cho em Kia Cerato, Kia Rio nhé. Đi cũng cực xuống luôn. Anh Thái Nguyên ơi, con nào 230 anh? 230, kể cả là hai con này không bán được. Lên nữa đi anh. Vào việc với em Lê Hương nó đơn giản lắm. Dù là rằng em là con gái thật, nhưng phong cách làm việc của em nó nhanh lắm, nó men lắm. Chỉ cần có lãi một chút thôi là em bán. Còn 230 triệu còn không bằng giá em nhập vào thì chưa bán được.
chiếc Chevrolet cầu đuôi này 268 triệu. Còn đây là chiếc xe CRX phiên bản đặc biệt cho em, có ga tay tự động, cửa lốc đề lổ thông minh, 265 triệu. Để lại số điện thoại cho em nhanh Thái nhá, còn 230 triệu chưa vào việc được. Bớt nhiều như vậy thì có mà cắt nỗ thì là cắt vào chân rồi anh ơi. Em chào anh Nguyễn Trung Dũng này. Siêu phẩm Kia Rio 390 triệu đời 2015 nhập khẩu này. Kia Rio và Kia Cerato nó cũng kiểu xâm xêm nhau thôi ạ. Có ga tay tự động này. Màn hình giải trí này, ghế da siêu đẹp luôn. Ghế da các bác nhìn siêu đẹp này, từ cái tập phần là cần số cũng vẫn còn rất là sắc nét cho em. Con này đẹp lắm luôn, vừa mới về luôn nhá. Em còn chưa lên video đâu. Nó không phải là một màu đen bóng đâu, mà khi em nhìn ở ngoài nắng này, nó là một cái màu xám. Một cái màu xám óng ánh bảy màu, nhìn rất là chất chơi luôn. Bốn bánh đều trang bị là phanh ABS này. Kia Rio biển thủ đô cam lùi có này. Đầy đủ cho em luôn, sắc nét chưa ạ? Quá là chất đẹp. Chưa lên video đâu, đảm bảo lên video thì chỉ trong vòng một phút mốt nó sẽ là bay em này thôi ạ. Ga tay tự động luôn. Auto hết cho em nhé. 390 triệu Kia Rio đời 2015 bản nhập khẩu, số tự động 1.4, 390 triệu. Lắng quá. Các bác chia sẻ lên nào. Em chào bác Tuyền Nguyễn này, chào bác Tùng Ngừa Việt Kiều này. Chắc bác này là đã bên nước ngoài hoặc đã từng đi nước ngoài đúng không ạ? Bác Tùng Việt Kiều. Thật sự là quá lắng luôn. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình. Nào các bác ơi, chia sẻ lên cho em. Anh Thái, anh Nguyễn ơi, muốn xem xe, à muốn vào việc thì phải lên một chút nữa đi anh. 265 và 268 cơ mà, 230 thì chưa vào được rồi. Các bác chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em ạ. Kia Morning số tự động, màn hình giải trí đầy đủ rồi. À đây là xe ghét, chắc con này của khách rồi. Con này xe ghét của khách rồi, đẹp thế này chắc tí lại phải vần khách để bán cho mình thôi. Xe quá là đẹp luôn. Em chào bác Phạm Đình Nhiệm này, chào bác Nguyễn Lương này, chào bác Khang Vũ này. Chia sẻ lên giúp em ạ. Một siêu phẩm Kia, một siêu phẩm Hyundai i10. Nhưng đây là chiếc xe Hyundai i10 bản đủ cho em. Bản đủ đời 2014. Đúng không nhỉ? Đời 2014, hôm qua em đã lên video rồi. Bản đủ này sẽ có gì? La răng thể thao, phanh ABS, xin nhan trên gương, lút mở một trạm thông minh. Và bản đồ sẽ trang bị cho mình có túi khí an toàn luôn, đề lổ thông minh. Giá chỉ có hơn 200 triệu, chính xác là 225 triệu, 220 triệu đi. Hyundai đây các bác nhìn là chụp lại biển số cho em. Hyundai i10 bản nhập khẩu đi đã sướng rồi, nhưng nếu là bản đồ đi vừa an toàn còn sướng hơn rất là nhiều luôn ạ. Chỉ có hơn 200 triệu thôi. Xi nhan trên gương này, la răng thể thao, phanh ABS, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn, không thiếu một cái gì luôn. Ốp hết mạ chrome cho em, từ tay lắm cửa này, đèn hậu này, đèn bi này, tay lắm cửa thì có nút mở một trạm thông minh. Vâng, em chào anh Tạ Duy nhá. Thực chất là ra đây em chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi, vì nó lắng quá, nó soi vào mắt em không nhìn rõ luôn. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm Honda Civic. Honda Civic này là đời 2006, giá chỉ có 230 triệu. Lên cho em đèn bi này, đèn gầm luôn. Có cửa lóc nhá, và em này thì có một cái màn hình to đùng ngã ngửa luôn. Xi nhan trên gương, la răng thể thao, Honda Civic nhìn rất là chất luôn. Màn hình giải trí, túi khí an toàn các bác nhìn này. Và có hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng nhá. Mà giá chỉ có 230 triệu, bản lắp ráp trong nước, số tự động 2.0, đời 2016 này. Gương kính thì chỉnh auto cho em. Và một cái tay phanh, một cái tay phanh rất là đặc biệt, không thể đặc biệt hơn. Khác hoàn toàn với những dòng xe khác này, ghế da này. Bác chủ cũ còn thêm cho em nó cái áo da ngồi rất là mát lưng. Còn ghế bên trong thì vẫn còn rất là đẹp luôn. 230 triệu cho siêu phẩm Honda Civic ạ. Và tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Honda. À xin lỗi, một chiếc xe Kia Rio. Ai chà chà chà, Kia bán rồi. Đây ạ, Lacetti đây. Lacetti SE đời 2009. Đây là một chiếc xe Lacetti bản nhập khẩu này. Vậy là em sẵn hai chiếc, một chiếc Lacetti SE, một chiếc CDX với lớp sơn màu xanh rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cho em biển số, biển 14 này. Có cho em đèn halogen siêu sáng này, la răng thể thao đẹp, phanh ABS,
Lancetti SE đời 2009 bản nhập khẩu, em đang bán là 220 triệu. Em chào bác Trương Hường này, chào bác Thọ Quang này, 220 triệu ạ. Túi khí an toàn đầy đủ luôn, ghế da đẹp hai màu nhá. Chất lượng xe thì không phải bàn, cam kết là không đâm xô, không ngập nước cho mình. 1.6 đời 2009 em đang bán là 220 triệu. Ôi ôi, siêu phẩm ở đâu mà ra mà đẹp thế này. Ôi dồi ôi, các bác nhìn này, nhá tạm cho khách hàng nhà mình xem. Em đến từ phiên ngựa VinFast này, biển số này. Ôi dồi ôi, thế này phải tăng lương cho thợ gấp 15 lần chứ không phải 1-2 lần nữa rồi. Sao lại bắt được con xe đẹp như thế này? Hai chiếc VinFast luôn. Một chiếc VinFast Farin bé bé này, một chiếc VinFast nổ. Ôi, các bác nhìn cái lước sơn cho em này. Người đẹp bán xe cũng đẹp, em gái ơi, anh ơi, nhìn xe này. Thế này em phải tăng lương cho thợ phải 2 lần nữa. Bắt được em VinFast gái Hà Nội biển, biển cũng đẹp nhá, không không này. Màu sơn này, các bác nhìn này. Chiều nay sẽ lên video về em VinFast này. Những bác nào quan tâm VinFast để lại số điện thoại cho em. Có cả VinFast Farin luôn. Ở đây thì có cho mình một chiếc xe tầm tiền. Vì sao là tầm tiền? Vì chỗ 136 triệu là các bác có thể là có một chiếc xe Gentra đi rồi. Ghế da các bác nhìn này, em Hương đã bọc cho em nó bộ ghế da rồi. Màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, ốp hết cho em là những cái mạ giả vân gỗ nhé. 136 triệu đời 2008 này cho một chiếc xe Gentra, bản sedan đẹp. Nếu như không báo giá thì không bao giờ các bác nghĩ rằng sao xe lại có 138 triệu đúng không ạ? Mà ốp hết mạ chrome cao cấp cho em là đèn pha này, đèn hậu này, cam lùi này, biển 36 nhá. Em chào bác Tam Quang, cái gì? Bác Tam Quang ạ. Và bác Vũ Công Đại nào. Các bác chia sẻ mạnh mẽ lên xem Lê Hương ạ. Và ở đây thì em có một siêu phẩm Ford Fiesta đời 2013. Giá chào bán là 318 triệu, trang bị cho em là gì? Ba mắt cảm biến va chạm phía sau. Và điều đặc biệt của em Ford Fiesta này là có gì xét trên vô lăng. Dì xét trên vô lăng nhé. Ford Fiesta, máy số cực ngon, cực chất cho em. Nhiều. Dạ anh ơi, cái này em không biết đâu anh ơi. Cái này anh Công gọi là làm việc cùng em không biết đâu anh ạ. Ở đây thì có cho mình một ghế da cực đẹp này. Ghế da thông hơi và có cái muối ôm hai cái má ghế này, ôm trọn vào lưng người ngồi nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe, túi khí an toàn. Các bác nhìn cho em cái thanh gạt tự động này, có cả giọng nói nhé. Đời 2013 số tự động. Em đang bán là 318 triệu à, đúng rồi, 318 triệu. Có gì xét trên vô lăng cho em. Ghế da đẹp chỉnh này. Thảm mẹ sạch sẽ luôn nhá. Màu trắng, form dáng hatchback nhưng không hề bị cụt. Form dáng rất là đẹp luôn. Ghế da thảm đẹp luôn ạ. Nhiều bác cứ sợ là đi dòng Ford thì đồ sẽ bị đắt. Nhưng các bác ơi nhá, thứ nhất là xe chất lượng, các bác chưa nghĩ gì đến sửa. Thứ hai là bây giờ sản xuất ra thì phải đi cùng với phụ kiện đúng không ạ? Đây là quá là bình thường luôn ạ. 318 triệu cho chiếc xe Ford Fiesta biển thủ đô. Đấy, form dáng này, xin nhan trên gương này. Có đèn bi, à, có đèn gầm này. Hai đèn halogen siêu sáng luôn ạ. Ở bên đây thì lại có cho mình một em Everest. Một chiếc xe Ford Everest. Số máy rất là cao, cực chất luôn. 186 triệu đời 2005. Ford Everest số sàn một cầu máy xăng 2005 này. 186 triệu thôi ạ. Nhìn không khác gì một chiếc mẹt GLK luôn. Biển 34 bánh đậu xanh. Đèn pha to đồng. Đèn gầm có cam hành trình. Các bác nhìn cái dàn lốp gần như là mới kính cong. Xong lại còn to vật vã luôn. La răng rất là chất này. Chỉ có 186 triệu cho chiếc xe Ford Everest 7 chỗ ngồi đấy ạ. Số sàn một cầu. Rất là lắng lóng luôn mà xe này rất là nhiều. Ở đây thì có mình cho mình một chiếc xe Ford Fiesta. Chiếc xe Ford Fiesta kia thì đời là đời 2013. Còn chiếc xe Ford Fiesta này đời 2011. Với chiếc đời 2011 này thì chưa có gì xét trên vô lăng nhé. Đời 2011 số tự động em đang bán là 295 triệu màu đỏ này. Có màn hình giải trí này, có ghế da đẹp rồi. Màu đỏ, la răng thể thao, phanh ABS. Ford Fiesta 2011 số tự động ạ. Có cho em 3 mắt cảm biến va chạm phía sau, có cam lùi luôn. Màn hình giải trí và cam lùi. Và ở đây
đây thì em có cho mình một chiếc xe số tự động Orlando 7 chỗ ngồi biển 30 này. Chevrolet Orlando các bác nhìn cho em này, với lớp sơn màu trắng cực đẹp. Đèn halogen siêu sáng và rất là sắc nét luôn, to đùng luôn. Có đèn gầm, xi nhan trên gương, cửa lóc. Chevrolet này là đời 2015, số tự động 1.8 thôi. Các bác nào đang quan tâm về dòng xe 7 chỗ ngồi, chạy dịch vụ, chạy gia đình, thì đây, cho mình một sự lựa chọn Chevrolet đời 2015, biển thủ đô, túi khí an toàn. Phím bấm trên vô lăng có đề lỗ thông minh và có cửa lóc luôn. Xi nhan trên gương, ghế da cực đẹp luôn ạ. 379 triệu, 4 cánh cửa đều có nút mở một trạm thông minh. Điều hòa hai vùng nóng lạnh rõ ràng cho em, ghế da chất nừ. Đấy, na răng thể thao, phanh ABS cả 4 bánh nhá. Em chào bác Lông Văn Thắng ạ. Các bác chia sẻ lên giúp em, mạng của em có ổn định không ạ? Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này, đứng góc nghiêng cho các bác nhìn này, không hề đâm đụng, không hề ngập nước, cam kết cho mình luôn, xe rất là chất luôn. Chào bác Nguyễn Bình nhá. Tiếp theo vào đây thì em có một em Zoti T600, có quá là nhiều chức năng, có quá là nhiều option, biển 34. Có cho em là đèn là halogen siêu sáng, à đèn bi salon nhé, em phải lên đèn bi này. Đèn bi salon này, đèn gầm này, giải đèn led định vị ban ngày, xi nhan trên gương, cửa sổ toàn cánh Baroma. Zoti T600 nhập khẩu, máy hệ điều hành là Mitsubishi. Nhập khẩu AT số tự động này 2.0, 320 triệu, có đề lỗ thông minh. À, phanh tay là phanh tay điện tử cho em rồi. Cửa sổ toàn cảnh luôn, đề lỗ thông minh và liếc đèn theo vô lăng, rất là nhiều chế độ lái luôn. Xi nhan trên gương đây ạ, chỉ có 320 triệu thôi. Bên đây thì có một em Spark tập lái cho mình. Em Spark này chỉ có 85 triệu, một em Spark van đời 2010. Số sàn 85 triệu Spark van đây ạ, đời 2010 nhá. Vios thì em có Vios biển 37 này. Biển 37 có cho em cam lùi đầy đủ rồi. Ốp mạ chrome cao cấp, đèn pha, đèn gầm. À có ấy. Các bác nhìn này, một chiếc xe Vios đời 2009, số sàn có màn hình to đùng luôn. Ghế da đã lên bộ ghế da mới này, 189 triệu số máy cực ngon cho em. Xin Spark đời 2009 đây ạ. Em chào anh Mông Thái nhé. Spark đời 2009, 85 triệu, đăng ký 4 chỗ ngồi, trang bị động cơ chỉ có 0.8 thôi. Phù hợp với những bác nào mà mới lấy bằng, tập lái cho mình, đi chợ, đi gia đình ở nhà quanh quanh thôi, chỉ có 85 triệu. Và ở đây thì có cho mình một chiếc xe Mazda 3S đời 2009 bản nhập khẩu này. Mazda 3S màu đỏ luôn. Có cho em xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ rồi. Form dáng đẹp, số máy thể thao nhé. Đấy các bác nhìn này, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. Mazda 3S 295 triệu. Em chào bác Lê Văn Bá Tùng này, chào bác sĩ Tiền Nẻ nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ. Đèn bi salon có đèn gầm, 295 triệu, đời 2009 ạ. Bản nhập khẩu số tự động 2.0. Đấy, rất là đẹp luôn. Bên đây thì lại có cho mình một em tập lái Spark nữa đây. Em Spark tập lái này cũng chỉ có 85 triệu, lên cho em là ghế da đẹp rồi. Trang bị động cơ 2.0, Spark biển van, biển D là 2 chỗ ngồi nhá. Ở bên đây thì có một em Jolie biển thủ đô. Em Jolie đời 2005 này chỉ có 135 triệu, số sàn 8 chỗ ngồi, to đùng vật vã luôn. 8 chỗ ngồi cho em, đèn rất là sáng này, form dáng đẹp và giá thì cực mềm. Ở đây thì là em siêu phẩm Hyundai i10, nhưng mà i10 bản sedan 2 đầu đẹp nhá. Bản sedan 2 đầu đẹp đây, các bác nào mà thích đi xe này về dịch vụ cũng ok. Chạy hoa cưới cũng đẹp nhá, vì nó là cái màu trắng, chạy đám cưới cũng rất là ok luôn này. i10 nhập khẩu đời 2015. Em đang bán chỉ có 200. Anh ơi em có Hyundai Getz chỉ có 158 triệu thôi anh nhá. Getz là một trong những dòng xe trung bình bằng tầng tầng ấy, là 158 triệu anh ạ. Anh sĩ Tiền Lẻ ơi, để lại số điện thoại cho em. Em vừa có Getz số sàn, vừa có Getz số tự động. Số tự động đời 2007 196 triệu. Đây là số tự động. Còn số sàn thì chỉ có 158 triệu thôi, đời 2010. Có Hyundai Getz luôn anh ạ. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10, bản sedan 2 đầu, rất là đẹp. Có màn hình giải trí này, ghế da zin đẹp luôn.
thảm sạch, ốp hết mạ chrome cho em làm đèn ở khu vực đèn hậu này, đèn pha này, tay nắm cửa này, các bác nhìn này, ốp hết rồi. Bác chủ cũ rất là cẩn thận luôn. Bây giờ có tuổi rồi, mua xe mới về nhưng không đi mấy rồi. Giờ là chán ô tô rồi, giờ các bác tuổi đấy thì sẽ có là thích xe, sẽ thích là đi xe đạp hơn. Quay cho anh xem con xe với anh sĩ tiền lẻ ơi, anh đang muốn là ghét số sàn hay số tự động anh? Đây nhá, chiếc xe Hyundai i10 là 2015, 238 triệu. Anh thích xem, em sẽ quay cho anh xe ghét số sàn trước nhá, 158 triệu thôi. Hyundai ghét đây anh. À đâu nhở? Anh Long ơi, con ghét đâu nhở? Vì nhiều xe quá, à số sàn rồi, đợi em một chút ạ. Ồ, lại về thêm Corona Antis. Đẹp xuất sắc luôn. Anh đợi em một chút nhá, em sẽ quay cho anh sĩ tiền lẻ xem luôn chiếc ghét này, vì em để góc trong. Luôn tục đánh ra đánh vào để thay đổi vị trí. Anh ơi đây nhá, một chiếc xe Hyundai ghét số sàn biển Hà Nội 05322 này. Đèn halogen này, đèn gầm này, đời 2009 bản nhập khẩu 1.1, ghét 158 triệu. Bản này giờ có túi khí an toàn này, ghế da các anh nhìn, anh sĩ nhìn cho em này. Ghế da cực đẹp, máy số là cực là êm luôn, số sàn, máy số cực êm luôn. Form dáng em ghét đây ạ. 158 triệu, để lại số điện thoại cho em. Cắt xả lỗ cho mình, em ghét số sàn này. Xe rất là ngon, không vì phải là vì sao mà cắt lỗ, mà đơn giản là cắt lỗ làm chuyến khác cho nhanh. Anh nhìn nhé, từng cánh cửa này. Vì anh này, ốc đinh tán này, keo chỉ zin cánh cửa này, em quay hết cho mình luôn. Kết nối số điện thoại với em chào anh chị Ngọc Diện nhé. Em chào anh Đặng Huy này. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Rất là nhiều những dòng xe đẹp mới về luôn. Cắt xả lỗ cho mình luôn này. 158 triệu cho chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu 1.0, à 1.1, đời 2009 này, 158 triệu. Anh sĩ tiền lẻ này, để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhé. Rất là nhiều dòng xe đẹp. Ở đây bác nào là nam hay là nữ, tóm lại là cái dòng này thì em nghĩ là các bác nữ đi, nhìn nó sẽ đẹp hơn các bác nam. Các bác nam đi Mazda cũng đẹp nhưng nhìn nó hơi điệu, đúng không ạ? Như chiếc xe như là Mazda 3 này, Mazda 3S đời 2013. Bản này là bản có cửa lock này, xi nhan trên gương này, xi nhan trên hông, đèn gầm, đèn bi, đèn là định vị ban ngày, cam hành trình có luôn. Mazda một chủ từ mới, zin đét luôn. Dạ em đang nhìn thấy số điện thoại của anh sĩ tiền lẻ nhá. Anh sĩ tiền lẻ ơi, em sẽ báo giá trực tiếp trên livestream cho anh này. Làm việc em thích làm việc trên livestream để khách hàng có thể nhìn thấy này. Con này em đang cắt lỗ này, 158 triệu, còn 150 tròn xe luôn. Vào việc bình luận chữ chốt cho em, cắt xả lỗ cho mình. Nếu như bác nào thường xuyên xem livestream của em, không bao giờ em bớt một con xe trên 100 triệu mà cắt những 8 triệu đâu ạ. Cắt xả lỗ cho em, 150 triệu ghét. Anh ghi chữ chốt vào đây cho em. Bán tải không ạ? Bán tải thì gần như là em hết bán tải rồi anh ơi. Có bán tải nhưng em hôm qua em bán hai chiếc bán tải Chi Tông, một chiếc bán tải Lavera, Nissan Lavera, và một chiếc bán tải BT50. Bán tải hiện tại bây giờ là hết rồi anh Tùng mà Văn Bá Tùng ơi, em hết bán tải rồi. Để lại số điện thoại cho em đi. Vài hôm nữa sẽ có một chiếc xe Ford Ranger đang cập bến rồi. Chia sẻ lên giúp em. Anh sĩ tiền lẻ ơi, 150 triệu ghét nhập khẩu, chốt cho em trên livestream. Giá cực tơi luôn cho mình. Và ở đây, tiếp tục ở đây em có cho mình một chiếc xe Mazda 3S. Mazda 3S zin. Chiếc nào là zin nó sẽ báo là zin này. Như em này là zin, một chủ từ mới, Mazda 3S với mặt ga lăng là mặt cười. Nào, bao mấy khách hàng này, em chào chị Nguyễn Cúc này, rất là nhiều khách hàng mà em thân quen, em chào anh Văn Khương này. Cửa lóc xi nhan trên gương, Mazda 3S một chủ tư nhân, 395 triệu. Chào anh Tùng Lâm nhé. Còn ở đây một chiếc xe ghét bản nhập khẩu số sàn 158 triệu. Ngày hôm nay anh sĩ chốt cho em chỉ còn 150 triệu. Xuống live stream rồi là không còn giá đẹp như thế đâu. Trên live stream lúc nào em cũng làm việc rất là tơi luôn. Bớt kịch sàn cho mình luôn, biển thủ đô.
ghét nhập khẩu số máy cực ngon, ghế da đã bọc lại cho mình rồi, có túi khí an toàn luôn. 150 triệu cho anh Sĩ này, nếu như anh Sĩ chốt trên livestream cho em. Bên cạnh đây thì em có cho mình một chiếc xe Chevrolet Cruze số sàn đời 2010, biển 15, cắt lỗ cho mình còn 290 triệu. Xe rất là đẹp luôn nhưng mà chưa lên duyên, chưa lên số nên là chưa bay, chưa đi lấy chồng. Đây là cắt lỗ này. 170 triệu quay đầu để đi dịch vụ à? Đi dịch vụ thì có thể là một là Vios này, hai là xe ghét của em, anh hỏi em đấy. Xe ghét này đi dịch vụ ok này anh. Hôm trước em cũng cho hai chiếc xe ghét lên Lạng Sơn các bác đi dịch vụ luôn. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Hoặc là Vios, Vios thì sẽ cao tầm tiền hơn một chút, 200 đổ lại thì có Vios này. Còn nếu như tài chính của mình có hơn 200 thì vừa rồi em có quay một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan đấy, bản đấy thì có thể là đi dịch vụ này, nếu như có đám cưới đám hỏi với cái màu trắng như thế thì mình có thể chạy xe hoa luôn anh nhé. Đấy là những cái sự lựa chọn cho mình khi mà mua xe. Nếu như mình có tầm tiền 170 rồi mà muốn ăn thêm cả cái dịch vụ cưới hỏi đấy thì mình hãy lên lấy cho em con xe Hyundai i10 bản sedan hai đầu đấy. Ví dụ như là có đám cưới này mình làm xe hoa, cho xe hoa lên thì cái form dáng nước sơn đấy nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà mình chỉ chạy taxi thì có thể là đi Vios màu đen này, hoặc chiếc ghét nhập khẩu này. Đi những dòng như thế này thì mình mới có công đúng không ạ? Nếu như đi những dòng chấm nó to, ăn nhiều xăng, thời buổi bây giờ xăng đắt này, ăn nhiều xăng thì đi taxi làm gì còn công đúng không ạ? Vios là 1, Hyundai i10 là 2, Kia Morning là 3. Ví dụ như chiếc xe này, Kia Morning là 3 và ghét là 4 là anh có thể đi dịch vụ rất là ok. Còn nếu như với tầm tiền hơn 200 thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan. Bản sedan thì sẽ là 238 triệu. Nếu như anh cố được lên thì em để anh 230 triệu, bớt luôn 8 triệu bằng chiếc xe ghét kia luôn. Em sẽ nói được, em sẽ làm được luôn, để mình có thể chạy thêm dịch vụ hoa cưới hỏi nhá. Thì cái sự việc mình đi làm được một công hai việc thì cái vốn của mình đầu tư ra lúc mình quay vốn về rất là nhanh luôn. Hoa cưới hỏi một lần thôi sẽ là 501 triệu, rất là nhanh. Nhanh hơn so với mình chạy taxi đúng không ạ? Rất là nhiều khách hàng đã mua xe bên em nên em hiểu biết được về tâm lý khách hàng khi mua xe. Nên em sẽ tư vấn cho mình những cái dòng nào, những cái kiểu cách như thế nào mà để dịch vụ mình chạy an toàn và hiệu quả hơn. Dịch vụ thì anh có thể đi Kia Morning này. Với chiếc Kia Morning số sàn đời 2016 này, bản này là bản lắp ráp. Ăn xăng cũng chỉ có, động cơ nhiên liệu cũng chỉ có 1.2 thôi. Nên là rất tiết kiệm, giá chỉ có 215 triệu. 215 triệu đây ạ. Ghế da đẹp, màn hình giải trí OLED siêu to, có phím bấm trên vô lăng rồi. Rất là nhiều những dòng xe luôn. Vừa rồi thì em quay cho mình là một chiếc xe, đó là Mazda 3S này, 395 triệu này. Còn rất là nhiều xe Spark, Matiz, Hyundai i10. Em muốn quay cho khách hàng nhà mình. Đây, một chiếc siêu phẩm mới về bên em, Corona Antique, nồi đồng cối đá đẹp nhưng form dáng thể thao mới luôn. Một chiếc xe Antique đời 2015. Các bác nhìn form dáng cho em này. Biển 88 Vĩnh Phúc, 39638, biển 38 Vĩnh Phúc đây. Với nước sơn màu xanh cực chất cho em, xin nhan trên gương, la răng thể thao. Giá của chiếc xe Corona Antique này là 555 triệu. 555 triệu có cảm biến trước và sau, có tắt bật cảm biến, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn. Màn hình các bác nhìn cho em này, màn hình siêu to luôn, sấy sưởi kính này. Điều hành, hệ điều hành, điều hòa là auto tự động cho em. Đề lỗ thông minh, zin đét cam kết cho mình không đâm xô và không ngập nước. Phiếu bảo hành các bác nhìn này, bác chủ cũ này. Vì sao xe đẹp là vì các bác ấy thường xuyên bảo dưỡng bảo hành. 555 triệu cho chiếc xe Corona Antique đời 2015, đời cao chót vót, form dáng mới, có cảm biến. Ui, thật sự rất là đẹp luôn ạ. Vì ở trong đây cái khẩn nó còn lán, nó hơi tối nên nhìn nó không được đẹp, chứ còn nhìn nó đẹp lắm luôn ạ. La răng thể thao, phanh ABS, có cảm biến va chạm này. Biển 88, cam lùi, cam hành trình, có màn hình giải trí luôn, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Đằng sau đối đít cùng với con ha, với chiếc Corona Antique là một em Mazda 6. Mazda 6 với nước sơn màu xanh, nhưng em Antique này là một cái màu xanh đậm hơn. Còn em Mazda 6 này là một cái màu xanh mới hơn nhá, xanh xanh cái kiểu xanh sáng hơn. Mazda 6 có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, bolip thể thao. Em chào bác Quân này, chào bác Đàm Văn Chí này. La răng thể thao, phanh ABS. Mazda giá 530 triệu.
thấp hơn so với Corona Antit là 25 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Có cho em tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Túi khí an toàn, màn hình giải trí. Số tự động Mazda 6/2014. Số tự động em đang bán là 530 triệu. 530 triệu đây ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Corona Antit, cũng là Antit nhưng form dáng cũ, thấp đời thấp hơn. Đời 2005, 205 triệu. Mazda 6 biển 30, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, form dáng mới đẹp đẹp luôn. Đèn là đèn bi. Đèn gầm có 530 triệu. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Vios. Vios đời 2008 này. 170 triệu thôi. Vios 170 triệu. Anh sĩ tiền lẻ cũng có thể tham khảo cho em chiếc xe này. Màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ luôn. Rất là nhiều dòng xe luôn, không biết báo từ đâu đến đâu. Xpander 7 chỗ ngồi có luôn. Các bác nhìn cho em một chiếc xe mới về nữa đây. Một chiếc xe mới về với la răng thể thao. Các bác nhìn la răng tâm này. Con này mà chạy thì người đối diện nhìn hoa mắt vì cái hoa la răng của em nó luôn. Một chiếc xe Cruy, Chevrolet Cruy đời 2010. Số sàn, ôi đẹp xuất sắc luôn. Ghế da hai màu rất là đẹp luôn. Túi khí an toàn, màn hình giải trí các bác nhìn này. Mà giá chỉ có 245 triệu thôi. 1.6 nhá, 245 triệu. Túi khí an toàn, ghế da hai màu, táp ly táp lô đẹp căng luôn. Màu trắng đẹp này. Nếu như mà anh cố được, anh sĩ tiền nẻ này cố được thì Chevrolet Cruy cũng là một sự lựa chọn cho mình này. La răng thể thao này, làm hoa cưới dịch vụ cũng rất là ok luôn nhé. 245 triệu biển thủ đô Chevrolet Cruy. Còn bác nào thích xe 7 chỗ ngồi thì em có Xpander số tự động 7 chỗ ngồi bản nhập Indo 2019 nhé. Số tự động bản nhập Indo mới như lăn từ hãng ra. Giá là 550 triệu. Lên chưa? Xong rồi à? Ở đây thì có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent. Các bác nhìn này, nhà em ăn cơm hết rồi này. Thợ thuyền ăn cơm hết rồi. Một chiếc xe Hyundai Accent bản nhập khẩu. Đây là một bản đặc biệt hay còn gọi là bản Blue này. Đời 2011 nhập khẩu, số tự động 355 triệu. Bản này sẽ có cho mình cửa lóc này, xi nhan trên gương. Đèn pha và đèn gầm rất sáng cho em nhé. Biển 38, 355 triệu. Bản này có cửa lóc cho em. Và có cả trợ lái luôn. Bản này thì có trợ lái này. Màn hình giải trí này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Có trợ lái cho mình luôn. Trợ lái là gì? Khi các bác cua. Với những dòng xe khác thì các bác muốn về lái thì các bác phải vào cua lại tay lái đúng không? Nhưng riêng những dòng này nó có trợ lái rồi thì đến lúc về khu vực đường thẳng phát là cái tay bánh, cái vô lăng lái của mình là nó tự động trở về lái luôn. Không cần phải quay nữa, nó gọi là trợ lái. Chào bác Lê Thắng này. Đấy, chiều nay nhà em lại đá bóng rồi, em chào bác Lê Thắng này. Chiều nay em lại đá bóng rồi, rất là nhiều xe đẹp luôn. Vios về thêm, Corolla Antit, Mazda 3, Mazda 6 này, i10 này, Hyundai này, Hyundai Accent này. Xong chiều nay lại còn có đá bóng. Đây là chiều nay em sẽ quay tranh thủ Corolla Antit này, Mazda thì em quay rồi này. Và có Kia Rio đen nhá. Chiều nay em có đá bóng rồi, nên những bác nào chốt xe lạch lịch làm việc thì chốt nhanh chóng cho em nào. Số điện thoại em ghim dưới màn hình rồi. Xong bây giờ thì có lẽ là em sẽ kết thúc buổi live stream sớm hơn so với mọi hôm. Vì hôm nay nhà em lại có khách đang xem xe. Nóng quá luôn. Các bác nhìn em mồ hôi này. Các bác bảo bán ô tô sướng lắm, lãi lắm. Mà các bác nhìn em mồ hôi này. 28 khách hàng nhìn em này. Có lẽ là hôm nay em sẽ xuống live stream sớm hơn so với mọi ngày. Vì đang có khách ở khu vực tại chợ, ở bãi của em. Mà khách cứ ra em ơi vào đây thôi và ăn cơm thôi. Nên là em sẽ xin phép nghỉ một hôm sớm hơn so với mọi ngày. Để lên báo giá live stream và review, và để tiếp khách luôn. Em chào anh Lê Thắng, chào anh An Bùi này. Các bác thương em Lê Hương, Mazda 6 ạ. Mazda 6 530 triệu anh Phương Minh ơi. Anh ơi 530 triệu. Có thương lượng cho mình luôn. Nóng bức như thế này, live stream nhiều làm gì. Có thương lượng cho mình luôn. Các bác nhìn là phải đi cả tất để đi live stream đây này. Phải đi cả tất để đi live stream đây. 530 triệu Mazda anh nhá. Form dáng mới đẹp luôn.
đời 2014 đẹp căng luôn em chào bác Nguyễn Phương Đức này. Thật sự cái thời tiết rất là khó chịu. Đấy, các bác này mà còn không thương em Hương nữa thì thôi đấy. Toát hết cả mồ hôi ra. Mazda là 530 cho anh Phương Minh nhá, để lại số điện thoại cho em. Kết nối số điện thoại cho em. Em đã ghim dưới màn hình rồi. Có lẽ thì bây giờ em xin phép được nghỉ này, các bác chia sẻ lên giúp em nhá, em sẽ nghỉ sớm vì có khách rồi. Các bác chia sẻ lên giúp em. Anh Sĩ Tiền Nẻ ơi, bây giờ em xuống em sẽ làm việc cùng với anh. Em sẽ gửi tin nhắn qua Zalo cho anh hình ảnh video của chiếc xe Hyundai Getz bản nhập khẩu số sàn nhá. Ui nóng quá, các bác lại vào đông quá này. Chia sẻ lên giúp em ạ, muốn xem xe nào thì cứ comment tên xe lên đây cho em. Em chào bác Lâm Tân, Lâm Tâm nhá. Thật sự cái thời tiết em không muốn live stream một chút nào luôn. Nhưng mà vì khách hàng tin tưởng cũng như là muốn xem xe trực tiếp nên em sẽ live stream. Lại về thêm một chiếc xe này, vừa vặn xe lồng lại về thêm một chiếc xe này. Quay trực tiếp cho các bác xem luôn. Cầm một chị áo lắng vào với. Lắng thật sự, ăn cơm chưa? Ăn mỗi bát cơm lắng không ăn được. Các bác nhìn, các bác này đừng ra vội này. Em lại về thêm một chiếc xe này. Quay một chút thôi, vì không mặc áo lắng đi ra ngoài này nó bắt lắng lắm. Các bác nhìn này, lại về thêm một chiếc xe mới đét cho em luôn. Với form dáng nước sơn đẹp căng luôn. Các bác nhìn cho em màu này đẹp không ạ? Đứng qua hàng rào quay không được đẹp rồi. Em chào bác Dương Thủy, bác Phong Trần nhá anh này. Về thêm được một chiếc xe Hyundai. Ôi các bác nhìn đẹp chưa? Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Xe lồng vừa đánh về luôn, rất là đẹp luôn nhá. Về thêm cho khách hàng nhà mình, bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em. Mặt đỏ quá, con say nắng mất rồi gì ơi. Hình như con bị say nắng rồi, mồ hôi ướt đẫm người luôn. Mọi lần con livestream phải được một tiếng con mới dừng, nhưng hôm nay chỉ được có 4-5 phút là cảm giác chóng mặt rồi đây này. Xe lại đang về thêm, cô bây giờ con phải xuống livestream nhận xe đây. Dạ dâng không? Đấy còn chưa ăn cơm các bác. Em còn chưa ăn cơm cơ. Bị say nắng ạ, con bị say nắng gì ạ? Em cảm ơn toàn thể khách hàng đã xem buổi báo giá của em ngày hôm nay nhé. Bây giờ em phải thứ nhất là vào ăn cơm này. Thứ nhất là phải vào ăn cơm một tí đã, cho đỡ bị tụt huyết áp, không mà lắng quá bị say lắng rồi. Thứ hai là em phải nhận xe. Một chiếc xe Hyundai đang về, xe lồng đang trở về. Cảm ơn tất cả khách hàng đã tham gia buổi livestream cùng em. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em nhé. Trước khi ra thì khách hàng nhà mình mỗi bác cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm nhé. Em chào bác Giang Hân, chào bác Nguyễn Ngọc này. Anh Ngọc ngồi văn phòng làm về vấn đề gì đây ạ? Cảm ơn tất cả khách hàng nhé. Trước khi ra thì chia sẻ lên giúp em ạ. Hình như em bị say lắng mất rồi. Xin chào và gặp lại và các hàng khách hàng vào buổi chiều nay. Em sẽ lên video về Corona Antis này, về chiếc xe mới về kia này, Chevrolet Cruze màu trắng cực đẹp cho bác nào vừa đi du lịch, vừa đi dịch vụ này, vừa đám cưới hoa cưới hỏi cực tốt cho em nhé. Chào bác Lê Việt Hà nhé. Em xin chào, em hơi chóng mặt một chút rồi, say lắng quá.